Quỹ ủng hộ vì khủng bố. Biên tập Tê Dung. Giọng đọc Hải Như. Hiện nay, các đối tượng phản động đang đăng tải các thông tin về việc ủng hộ cho một quỹ mang tên Chung tay giúp đỡ đồng bào đồng tâm trên trang web gofundme.com. Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2020 tính đến 23 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2020, các đối tượng đã quyên góp được hơn 35.000 đô la Mỹ. Quả là một con số lớn phải không nào? Số tiền này phần nhỏ là từ người dân bị lợi dụng lòng thương hại, phần lớn là từ các đối tượng phản động tự sản tự tiêu, tự gửi tiền vào quỹ để con số này nghe có vẻ to. Một hình thức PR tự sướng hết sức cổ điển, và đương nhiên tiền thì vẫn về tay họ thôi, nên việc vung ra vài triệu làm vốn quả là đơn giản. Nhưng quỹ này có mục đích gì? Và những người được hưởng lợi từ việc gây quỹ này là ai? Thì chúng ta hãy cùng xem xét lại một cách khách quan như sau. Thứ nhất, trang GoFundMe là một tổ chức được thành lập từ năm 2010, không phải do một tổ chức chính thống nào lập ra, mà giống như trang Kickstarter.com do cộng đồng mạng thành lập. Cho nên, tính minh bạch, chính xác trong thông tin gây quỹ không được kiểm tra, xác thực, mà dựa trên sự tin tưởng của những người ủng hộ. Thứ hai, hành động quyên góp và kêu gọi rất đơn giản. Chỉ cần đăng ký tài khoản với vài dòng thông tin có thể bịa ra, email để xác thực, tài khoản ngân hàng. Trang này sẽ tính phí với mỗi 0,3 đô mà bạn được quyên góp. Thật dễ dàng để kiếm tiền phải không nào? Thế là xong các bước để có thể gây quỹ cho chính bản thân bạn nhằm bất cứ mục đích gì, vụ lợi cá nhân hay bất cứ thứ gì mà bạn có thể nghĩ ra. Thật quá đơn giản. Đối với quỹ chung tay giúp đỡ đồng bào đồng tâm, chỉ cần một vài lời xuyên tạc nói sai sự thật về sự việc gây rối trật tự tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, kiểu như những phát biểu 2 tuần nay của các đối tượng phản động Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Thành Hiếu Bùi và một loạt các đối tượng ăn theo để bán hàng online như Bùi Thi Minh Hang, Lê Dũng Vova, gia giả liên tục không ngừng nghỉ những luận điệu cũ mềm, khai tử người sống và đào mồ người đã khuất, phong tỏa tài khoản tài trợ do lực lượng khủng bố nước ngoài và trong nước gửi cho đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh qua ngân hàng Vietcombank của lực lượng chức năng. Các đối tượng đã viết nên một bài văn cực kỳ sướt mướt, xuyên tạc hoàn cảnh của những người dân đồng tâm sau vụ gây rối của một vài thành phần xấu, vô cùng bi đát, khốn cùng như nam giới bị bắt hết, hiện nay trong làng chỉ còn toàn phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, không còn tiền để sinh sống. What the hell? Có ông bà nào trong số mấy thím kia từng lên Đồng Tâm chưa? Tết đến xuân về, già trẻ gái trai đi quẩy hội, chỉ thiếu mỗi tổ đồng thuận thôi. Như chúng ta đã thấy, thì các đối tượng xa xả nói về những thứ gọi là tiền phúng viếng khi bị phong tỏa tài khoản. Nhưng khi quyên góp thì lại lòi ra tiền đấu tranh, tiền thuê luật sư mà không có lấy một dòng tiền phúng viếng. Ông Kình ơi, ôi ông Kình ơi, người ta đang kiếm tiền trên cơ thể gầy nhom của ông đấy. Đây là một biến thể của kinh doanh xác thịt đấy. Trong khi đó, người dân Đồng Tâm vẫn đang nhộn nhịp chuẩn bị Tết cổ truyền như thế này. Và như thế này, thì thử hỏi xem, cảnh không còn tiền để sinh sống là ở đâu ra? Việc thứ tư, việc ủng hộ quỹ chung tay giúp đỡ đồng bào đồng tâm do 4 đối tượng với các tên gọi Quỳnh Vi Chan, Pham Doan Trang, Nguyên Ngọc Anh Thi và Tổ Đồng Thuận, thì 2 trong số 4 cái tên đó đã rất quen thuộc với các đối tượng phản động, đó là Pham Doan Trang và Nguyên Ngọc Anh Thi. Cũng như Tổ Đồng Thuận thì 2 đối tượng này rất giỏi sử dụng lòng thương của cộng đồng để kiếm tiền và gây quỹ. Điểm thứ 5, trong đám ma của Lê Đình Kình, không thấy bóng dáng của một băng đảng dân chủ quậy đi phúng viếng, mà giờ đây lại thi nhau xin tiền cho cụ Kình, thì tôi đang tâm tư, liệu số tiền này sẽ đi về đâu? Banking online cho cụ Kình ở địa ngục, thì chắc Diêm Vương cũng sẽ phong tỏa tài khoản, vì sợ bị lấn mất đất để vạc dầu. 6. Và cuối cùng, ta cần phải lật lại vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để hiểu rõ ràng về những gì đang xảy ra. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn,
thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lưu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng thiệt mạng và 1 đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, có thể kết luận rằng, việc ủng hộ những thành phần trên rõ ràng là hành động tài trợ cho khủng bố, vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế, cần phải lên án cực lực hành động chống phá, phản động này. Hãy tỉnh táo trước các lời rêu rao và các chiêu trò tâm lý của tội phạm. Có thể bạn chưa biết, xin chân thành cảm ơn. Chào thân ái và hẹn gặp lại.